nỗi niềm tay trái và mọi giải đáp để vui sống trong thế giới tay phải lời ngõ khui đồ họp thì y như rằng phải băng bó gọt viết chì thì mất cả tiếng đồng hồ gọt vỏ táo thì đến khổ đến sở vì lưỡi dao không bao giờ đúng bên nhưng đọc ngược bản chữ cái thì chuyện nhỏ nó dễ đến mức thầy giáo tiểu học cứ tưởng tôi nhạo thầy khi xung phong xin đọc. Em đọc ngược rồi. Thế là tôi bị phạt, ngồi chép cô bé quàng khăn đỏ, đến hết giờ ra chơi. Ngày hôm đó tôi mới hiểu rằng chúng tôi, những người thuận tay trái, có những khả năng kỳ diệu. Nhưng tốt nhất vẫn là nên kính kẻ khi sống trong thế giới của những người thuận tay phải. Gửi thầy giáo tiểu học, ban ly của em, gửi bà Oce và ông Robert của cháu đều là những người thuận phải. Có bao nhiêu người thuận trái trên trái đất này? Đơn giản lắm, cứ 10 người trên trái đất thì có hơn một người thuận trái. Hành tinh chúng ta do đó có khoảng 950 triệu người thuận trái, chỉ thua dân số Trung Quốc. Bằng với dân số châu Phi gặp và gấp 3 lần dân số nước Mỹ, bạn không tin ư? Thế mà điều đó vẫn cứ đúng đấy. Mỗi giây có 4 em bé sinh ra trên thế giới, tức là đã có 60 em bé sinh ra kể từ khi bạn bắt đầu đọc tập sách này. Trong số đó có sáu người thuận trái, thậm chí còn nhiều hơn nữa đấy, vì một số bé thuận trái lớn lên lại trở thành người thuận phải vì hàng tá lý do khác nhau. Những người này thì bạn không đếm được đâu vì chính họ đôi khi cũng chẳng biết họ là thuận trái nữa kìa. Thời ông bà của bạn họ đông lắm đấy. Đó là vì sao người ta cứ nghĩ thuở xưa có ít người thuận trái hơn. Thật ra tỷ lệ người thuận trái trên đất chưa bao giờ thay đổi cả. Thật khó tin. Đã có 6 người thuận trái ra đời khi bạn đang đọc sách trang này. Thống kê là một phương pháp tính toán cho phép lập ra con số trung bình mà không phải đếm toàn bộ dân số. Để đếm số người thuận tay trái, các nhà nghiên cứu Anh đã tìm ra một giải pháp đơn giản. Họ nhìn xem người ta vẫy tay chào nhau như thế nào ở ngoài đường và ở trong phim. Họ làm thăm dò, rồi bạn sẽ biết điều này. Nước Pháp ở đâu trong vụ này? Trung bình 1 phần 13 người Pháp thuận tay trái, tức cả thảy là 8,5 triệu người. Ở nước này, người thuận trái đông gấp 4 lần dân số Paris. Trong lớp của bạn thế nào cũng có một hay hai bạn thuận trái. Nhưng chỉ là theo thống kê thôi nha. Vì nếu ở lớp bạn không có ai thuận trái thì lớp kế bên biết đâu chẳng có đến 6 bạn thuận trái. Trường hợp nào đi nữa, có rất nhiều khả năng người thuận trái không phải là nữ. Có đến 3 trên 5 người thuận trái là nam. Thông tin thêm. đi là vùng có nhiều người thuận trái nhất ở nước Pháp. Tại sao vậy? Chẳng ai biết tại sao. Có lẽ vì nơi đây cách không xa lắm nước Anh, vương quốc của những người thuận trái. Có phải xưa nay vẫn luôn có người thuận trái? Chỉ chắc chắn một điều là họ đã tồn tại từ thời tiền sử, cách đây ít nhất 500.000 năm. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hài cốt của tổ tiên chúng ta và tìm ra rất nhiều bằng chứng. Trước hết là chiều dài của xương cánh tay. Ta dùng càng nhiều thì xương này càng dài, bằng cách đo đạc xương cánh tay của tổ tiên, các nhà khoa học xác lập rằng không phải bao giờ xương cánh tay bên phải cũng dài hơn bên trái hóa ra đã từng có những người thuận trái để chắc ăn các nhà khoa học bèn nghiên cứu hàm của tổ tiên răng bị mòn bên này nhiều hơn bên kia cũng cho biết ai đó thuận trái hay thuận phải một lần nữa họ thấy người thuận trái từng tồn tại thời cổ đại thời Trung cổ thời phục Hưng dù là thời nào đi nữa thì cũng có chừng 10 phần trăm người thuận trái Tại sao 10% phần trăm mà không phải là 20 30 hay 50 chẳng ai biết cả các nhà khoa học còn phải tìm hiểu dài dài rồi các nhà khoa học lại muốn biết có bao nhiêu người trong số tổ tiên của chúng ta thuận tay trái. Họ bèn nghiên cứu các công cụ của người xưa. Người thuận trái gọt đá lửa, không giống người thuận phải. Cũng giống như với hài cốt, họ tìm thấy đa số các công cụ của những người thuận phải. Để có con số chính xác hơn, họ nảy ra ý định nghiên cứu về các tranh vẽ trong hang động. Như các hang ở Lascaux, tây Nam Pháp. Tại sao lại là tranh vẽ ư? Ấy là vì tổ tiên chúng ta rất thích vẽ bằng tay. Dĩ nhiên lúc đó làm gì đã có cọ, cho nên người tiền sử đã dùng ống xì đồng để thổi phẩm lên vách. Đoán xem họ cầm cái công cụ vẽ này bằng tay nào. Dĩ nhiên là tay nào thuận hơn. Do đó người thuận phải đã vẽ bằng tay trái, còn người thuận trái đã vẽ bằng tay phải. Và ở đây, hoang hô, các nhà khoa học đã đếm được cứ chính tay trái thì có một tay phải, nghĩa là một phần mười người tiền sử đã từng thuận tay trái chính là con số của ngày nay thật khó tin. Thông tin thêm, Hoàng đế La Mã Julius Caesar là người thuận trái. Điều đó liệu có khiến ông trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nữ hoàng Cleopatra? Tại sao có người thuận trái, có người thuận phải? Hãy dành một giây để tưởng tượng ra một ổ bánh sô-cô-la khổng lồ ở ngay trước mắt bạn. Bạn sẽ chọp nó bằng tay nào? Trái hay phải? phải hay trái. Nếu bạn không thuận cả tay là phải lẫn tay trái, thì bạn sẽ gặp ngừng nhiều giờ. Có khi nhiều ngày, nhiều tuần, và bạn sẽ chết đói mất thôi. Ở con người, phải có bên tay này thống trị bên tay kia, miễn bàn, người ta gọi đó là sự trội một bên. Trái hay phải không quan trọng, điều duy nhất quan trọng là phía bên não nào. Cơ thể con người là cả một sự huyền bí, chính phía bên trái của não gọi là bán cầu não trái, là bên điều khiển tay phải còn phía bên phải của não gọi là bán cầu não phải là bên điều khiển tay trái. Người thuận tay trái do đó không hề có bộ não lộn ngược. Họ chỉ sử dụng não theo cách khác mà thôi. Tay ta thuận phải vì não ta thuận trái. Bác sĩ Bon Rose, chuyên gia về thuận tay trái. Thí nghiệm, để biết con mắt thuận của bạn, hãy dùng ngón tay trỏ một món vật ở xa. Tay trái hay phải đều được tuốt. Tay kia hãy bịt mắt trái rồi bịt sau mắt phải vật kia không bất chợt nằm ở trước ngón tay của bạn nữa. ư đó là vì con mắt bị che chính là con mắt thuận nhưng hãy lưu ý mắt thuận không nhất thiết phải là mắt nhìn tốt hơn mũi là bộ phận cơ thể duy nhất không vận hành theo lối chéo lỗ mũi bên trái gắn liền trực tiếp với bán cầu não trái và lỗ mũi bên phải gắn liền trực tiếp với bán cầu não phải đường đi nhờ vậy mà ngắn hơn ta luôn ngửi thấy trước rồi mới nhìn thấy và nghe thấy nhưng không chỉ có ăn mới là chỗ quan trọng ở đời con người sinh ra còn để cử động nhìn nghe ngửi giống như đôi tay đôi mắt đôi tay và đôi cánh mũi của bạn cũng vận động theo cặp do đó bạn phải có một chân thuận để đi một mắt thuận để nhìn nói chung người thuận tay trái cũng thuận luôn cả mắt trái chân trái và mũi trái nhưng người ta cũng có thể thuận tay trái nhưng mắt lại thuận phải hay thuận tay phải nhưng mũi lại thuận trái đủ kiểu để tồn tại một điều chắc chắn là chẳng có ai đối xứng hoàn toàn cả và đôi khi bạn rất cần phải biết mình thuận bên nào ví dụ trong môn bắn súng hay bắn cung bạn rất cần biết được đâu là mắt thuận của bạn trong các môn nhĩ cao lướt sóng hay bóng đá bạn rất cần biết được đâu là chân thuận của bạn các cô thư ký biết rất rõ tay thuận của họ nằm ở đâu, đó chính là tay và các cô dùng để nghe điện thoại. Tại sao người thuận phải đông hơn người thuận trái? Cách đây 500.000 năm, ổ bánh sô-cô-la chưa tồn tại, nhưng tổ tiên chúng ta vẫn cứ phải ăn thịt ma mút chiên, sườn bò mộng não tuần lọc. Ừ, ừ. Họ bèn chế ra vũ khí để đi săn, dao nhọn, mũi lao. Lúc đầu chuyện họ tưởng tay phải hay tay trái cốc có nghĩa gì hết à? Bọn bò mộng và tuần lọc cốc cần biết. Nhưng khi tổ tiên chúng ta bắt đầu cầm vũ khí để đánh lẫn nhau, để tranh giành một đàn bò chẳng hạn, họ nhanh chóng hiểu ra rằng tốt nhất là nên cầm bằng tay phải. Điều đó giúp họ dán đòn thẳng vào phía bên trái của đối phương, nơi trú ngụ trái tim. Dĩ nhiên rồi. Cứ 10.000 người thì lại có một người trái tim nằm bên phải. Không ít bác sĩ đã bị hố vì chuyện này. Con người bắt đầu nói từ khoảng 500.000 năm trước. Ngay sau khi được lập trình để trở nên thuận phải, cứ như ngôn ngữ đã chực chờ con người chọn xong tay thuận thì mới chọn bán cầu não cho họ vậy. Vùng ngôn ngữ của não nằm ở bán cầu trái, tức bán cầu được nhiều người thuận phải dùng nhất. Chẳng có ngạc nhiên gì khi người thuận trái đôi khi bị nói lắp. Rồi tổ tiên chúng ta sinh con đẻ cái, và các con cái này lại sinh con đẻ cái tiếp. Người Cro-Magnon người Âu, người Á rồi đến bạn. Suốt hàng trăm ngàn năm họ truyền lại cho nhau cùng một thông tin để tồn tại thì tốt hơn hết là nên thuận tay phải. Thế là con người bắt đầu luyện tay phải chứ không luyện tay trái. Rồi não của họ cũng quen dần và thích nghi. Khi em bé hình thành bán cầu não trái, bán cầu điều khiển tay phải bắt đầu phát triển nhanh hơn là bán cầu não phải. Rốt cuộc, con người đã được lập trình để trở nên thuận tay phải. Người ta gọi đó là sự tiến hóa, người thuận tay trái trở thành những nỗi lỗi lập trình hay các ngoại lệ tiến hóa là thứ khiến cho bạn không còn giống con khỉ nữa từ hàng triệu năm trước nó đã cải tiến chương trình di truyền của chúng ta để tạo thuận lợi cho cuộc sống khi người bắt đầu đi thì nó làm chân của người dài ra khi người di cư sang xứ nóng thì nó khử bớt lông của người và khi bắt đầu dùng tay phải nhiều hơn thì nó biến con người thành thuận tay phải tiện lợi ghê thuận trái có phải là do di truyền hỏi hay đấy các nhà khoa học cũng hỏi câu này từ bao năm nay và đến nay vẫn chưa tìm được câu trả lời chỉ biết chắc một điều là có tồn tại những gia đình tay trái cha mẹ cùng thuận trái có nhiều khả năng sinh con thuận trái một phần hai cơ hội hơn là khi chỉ có một người hoặc cha hoặc mẹ thuận trái một phần sáu cơ hội hoặc khi cả hai đều thuận phải một phần hai mươi cơ hội đó là bằng chứng cho thấy thuận trái có thể truyền cho các thế hệ sau nhưng điều này không phải luôn luôn đúng do đó không thể có gen thuận trái nào cả phức tạp nhỉ cha và mẹ cùng thuận trái thì con có năm mươi phần trăm khả năng cũng thuận trái những cặp song sinh thứ thiệt tức giống nhau như đúc luôn ít nhất có một điểm khác biệt một người thuận trái và một người thuận phải đó là bằng chứng việc này không liên quan tới gen vì họ có gen y hệt nhau đơn giản là đứa bé bên trái ép lên bụng mẹ nên phát triển bên phải hơn còn đứa kia thì ngược lại các nhà khoa học chỉ phát hiện một gen có thể gieo được sự khác biệt giữa trái và phải vào lúc sản sinh ra em bé. Gen BCSK6 Thật ra gen này có vẻ như giải lập trình bộ não của em bé để nó không trở nên thuận phải. Bán cầu não trái vốn điều khiển tay phải sẽ không phát triển trước bán cầu não phải. Nhưng không có gì nói lên rằng em bé bắt buộc sẽ thuận trái. Chính sự ngẫu nhiên sẽ quyết định 50-50. Những nghiên cứu khác cho thấy cái gen chơi khăm 6 đó gắn với một hormone có tên là nội tiết tố nam. Hẳn bạn đã nghe nói về nó rồi, đó là hormone làm cho con trai có nhiều nội tiết tố nam hơn thành con trai và con gái có ít nội tiết tố nam hơn thành con gái. Chính khi có nhiều nội tiết tố nam mọi thứ mới trật chìa, chẳng lạ khi phần lớn người thuận tay phải là nam. Gen là một mẫu nhiễm sắc thể chứa thông điệp mã hóa mà cha mẹ bạn truyền sang các tế bào của bạn để sản sinh ra bạn màu mắt, mái tóc, xoăn hay thẳng, rồi màu tóc. Động vật thì có thuận trái không? Tại sao không? Cũng như người, phần lớn động vật đều có hai hoặc bốn chân, hai cánh, hai măng cá, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi. Cũng như người, não động vật cũng có hai bán cầu não. Chẳng có lý do gì chúng không được thích bên này hơn bên kia. Loài hồng hà chẳng hạn, chúng chọn chân thuận để đứng ngủ, nhưng nếu bị chuột rút thì khốn cho nên chúng phải đổi chân thường xuyên để khỏi ngã. Khỉ và gấu dùng tay thuận để bơi, kiến voi và lợn rừng dùng bên ngà thuận để tấn công kẻ thù. Rắn quấn đuôi theo chiều thuận để nghỉ ngơi, nhưng trái ngược với người, hầu hết các loài đều không có việc thuận trái đông hơn hay thuận phải đông hơn, tất cả là 50-50. Ở động vật, xác suất thuận phải và thuận trái là 50-50. Các nhà khoa học dẫu sao cũng quan sát thấy có những loài thuận trái hơn loài khác. Ví dụ như ngựa, nó hầu như luôn di chuyển sang trái nếu không có người cưỡi Tại sao vậy? Vì ngựa luôn dùng mắt bên trái, tức bên mắt của nó sử dụng khi cảm thấy tin cậy. Mắt bên trái của ngựa dùng để dò xét những hiểm nguy. Kangaroo luôn bỏ em bé vào túi của chân trái, còn vẹt thì dùng chân trái để tóm các hạt. Còn động vật thuận phải thì sao? Không có gì ngạc nhiên khi đó là tinh tinh, họ hàng gần của loài người chúng ta. Thí nghiệm, để biết chó hay mèo của bạn có thuận trái hay không, hãy bỏ một vật, nút bần hay khúc xương giả, trong một chiếc hộp rồi quan sát nó dùng chân nào để moi vật đó ra với chú cá vàng của bạn thì còn dễ hơn nữa hãy xem nó xây về hướng nào khi bơi trong bể cá và nếu nhà bạn có nuôi ngựa thì hãy chú ý đến lông trên trán của nó giữa hai con mắt nếu lông xoắn theo chiều kim đồng hồ thì ngựa nhà bạn là thuận trái đấy trái phải ở đâu ra điều này nói lên điều gì thoạt kỳ thủy trái và phải vẫn chưa có mà chỉ có đông nơi mặt trời lên và tây là nơi mặt trời lặn. Rồi những thầy bói đã đến. Hẳn bạn đã nghe nói về họ rồi, đó là những nhà chim tinh thời cổ đại. Họ quan sát bầu trời để dự đoán tương lai. Các chính trị gia, y sĩ, linh mục, ai cũng xin lời khuyên của họ cả. Không có ý kiến của họ thì đừng hồng đi đánh trận. Xây đền hay cưới vợ, Julius Caesar, thậm chí đôi khi còn bỏ dở cái trận chiến vì mấy ông thầy bói này nữa là... Các thầy bói được chúa của họ chỉ cho một quy luật rất đơn giản. Nếu chim bay về hướng đông, tiến thẳng, thẳng là directus trong tiếng Latin, về hướng ánh sáng thì sẽ có một tin tốt. Ngược lại, nếu chim bay về hướng tây thì sẽ có thảm họa, thảm họa là sinister trong tiếng Latin. Các thầy bói được nhiều người xin ý kiến đến mức mọi người đều rốt cuộc hiểu được những từ như directus và sinister. Và tất cả mọi người bắt đầu sử dụng chúng để ngủ ý phải hay trái. Thời Trung Cổ, người ta dùng cặp từ Destro và Sinestro rồi destro trở thành phải và sinestro trở thành trái. Chỉ có duy nhất một vấn đề, trái luôn bị gắn với thảm họa. Từ sinistro làm phát sinh từ sinistro trong tiếng Pháp có nghĩa là gỡ. Bạn biết không, chính vào thời Phục Hưng khoảng thế kỷ thứ 15, mà từ trái bắt đầu được dùng thay cho từ sinistro. Vào thời này, những người thuận trái bắt đầu bị kỳ thị. Người ta lên án họ là ngược ngạo, Họ trở thành những kẻ trái khoái. Bạn hình dung chuyện kế tiếp rồi đấy. Gosher biến thành Gosher tiếng Pháp là người thuận tay trái. Và từ đó đến nay không có gì thay đổi cả. Thuận trái, một từ thô tục. Các thầy bói đã quên báo trước một chuyện chính vì họ mà tay trái luôn đóng vai ác. Nếu nghĩ một chút, bạn sẽ thấy điều đó trong rất nhiều thành ngữ của Pháp. Mấy ông thầy bói này ghê gớm thật đấy. Người có hai chân trái và hai tay trái là người làm gì cũng ngược ngạo. Bước chân trái lên trước thì sẽ gặp ngay chuyện suối quẩy. Kẻ thuận tay trái thì là kẻ vụng về. Bỏ tiền vào túi bên trái có nghĩa là giấu tiền vì lý do mờ ám. Kết hôn tay trái là ăn ở với nhau mà không có cưới sinh. Chuyện vũ khí sang trái là chuyện nghĩa đơn giản là toi mạng. Tôi rất khéo léo với tay trái, còn tay phải thì với tôi là nghịch, danh hài Pháp Raymond Devos. Cùng lúc đó, tay phải vẫn luôn là tốt đẹp, từ rote phải cũng mang nghĩa là thẳng là ngay là đúng là cho nên đường thẳng là đường đẹp nhất không cong quẹo người ngay thẳng là người lương thiện đi đúng đường là hành động không thể chê trách người trợ tá thân cận nhất thì là cánh tay phải và dĩ nhiên khéo léo cũng mang yếu tố tay phải khéo léo tiếng pháp là android mốt tay phải bắt đầu từ khi nào Đến tận thời Trung Cổ, người thuận tay trái vẫn được sống yên ổn, không có vấn đề kéo không cắt được, đồ khui không khui được, hay dao không gọt được. Tất cả những vật này chưa tồn tại, cũng không có vấn đề nào ở trường học cả, chẳng có ai hoặc gần như thế biết viết. Cả ở bàn ăn cũng vậy khi mọi người đều ăn bốc, kể cả các ông vua. Chỉ đến thế kỷ thứ 16, các vấn đề mới bắt đầu với sự xuất hiện của chiếc nĩa. Người Thổ Nhĩ Kỳ và người Hy Lạp đã dùng chúng từ lâu, nhưng chẳng ai nghĩ đến việc áp đặt nó ở bàn ăn, Chính hoàng hậu Catherine de Melisius là người đã đưa nó vào Pháp. Bà thấy dùng nĩa thì rất tiện để ăn món lê nấu. Con của bà, vua Henry đệ tam, tỏ ra thích thú về khí cảnh sang trọng của nó. Kết quả là mọi người đều thi nhau bắt chước, giới quý tộc bắt chước các triều thầy. Người nghèo bắt chước người giàu, và thế là nỗi bất hạnh của người thuận tay trái bắt đầu. Thông tin thêm, thời Trung Cổ chỉ có các thầy tu là biết viết và chẳng ai yêu cầu họ phải viết bằng tay phải cả. Bằng cứ ơ, một số thầy tu chẳng ngần ngại gì khi ghi dòng chữ manus sinistra scriptis viết bằng tay trái vào các bản ghi chép của họ tệ hơn nữa các linh mục triết gia y sĩ và tất cả mọi người đều nhập cuộc với các tính đồ tay trái trở thành bàn tay xấu xa với các triết gia tay trái tượng trưng cho sự bất lương phi nghĩa với các y sĩ thuận tay trái trở thành một căn bệnh đừng quên rằng thời phục hưng cũng là giai đoạn của những phát hiện lớn Christopher Columbus, Copernicus, Galileo. Sự xấu xa của người thuận tay trái cũng được xem là một phát hiện lớn. 50 năm sau, ông vua mặt trời Louis 14 tỏ ra thích ăn bốc hơn là dùng nĩa, nhưng ông cũng chẳng làm gì khác được. Người ta không còn muốn nhắc nhở gì đến người thuận trái nữa rồi. Leonardo da Vinci và Michael Angel, những danh họa thời phục hưng đều là những người thuận trái điều đó không hề ngăn cản Davis trở thành kỹ sư, nhà điêu khắc, nhà kiến trúc, nhạc sĩ, nhà thơ, nhà hiền triết, nhà thực vật học và nhà văn. Về phần Angel, gã hai tay đã giúp ông vẽ trần nhà thờ Sistine ở Vatican. Thế nào là người thuận trái ngược? Đó là người thuận trái trở thành ngược lại chính mình, tức trở thành một người thuận phải và anh ta hay cô ta đâu có sự lựa chọn nào. Khi mốt tay phải bắt đầu, người thuận trái trở thành quái nhân nhưng dù sao vẫn còn tồn tại được. Đến cuối thế kỷ 19, với việc công nghiệp hóa sửa thể càng xấu đi, các nhà máy bắt đầu sản xuất hàng loạt và thích ứng với số đông. Và bạn đoán thử xem số đông đó là ai? Là người thuận phải? Tất nhiên rồi. Kết thúc thời kỳ các công cụ đi theo con người, nông dân thuận trái lúc này phải học cách gặt bằng lưỡi gặt dành cho người thuận phải. Thợ máy thuận trái lúc này phải xiết bù lon bằng mỏ lết dành cho người thuận phải. Ở mai thuận tay trái mai bằng máy mai, mai cho người thuận phải một số người thuận trái do đó bắt buộc phải trở thành người thuận phải để khỏi bị mất việc họ chính là những người thuận trái ngược đầu tiên người mắc chứng dyslexia chứng khó đọc là người gặp khó trong việc đọc và viết người mắc chứng này thường đấu lộn hai chữ kề nhau và nhầm lẫn các chữ đối xứng nhau như bờ và đờ bờ phở và kiêu. dễ hiểu mà bờ trở thành đờ khi ta đọc từ phải sang trái tức theo chiều đích thực của người thuận trái. Rồi đến nhà trường, y hệt như ở nhà máy, các giáo sư đã phát minh ra phương pháp học đọc và học viết theo số đông. Tức từ trái sang phải, nhiều người thuận trái liền mắc phải chứng khó đọc hay bắt đầu nói lắp. Dễ hiểu mà, não của người thuận trái với sự thống trị của bán cầu não phải bị buộc phải ứng xử như não của người thuận phải. Nhưng thay vì ý thức chỗ trật chìa này, các thầy cô lại chơi trò trừng phạt người thuận trái để họ phải trở thành người thuận phải đích thực. Vào thời ông bà của bạn, họ đã bị thầy cô lý thức gõ vào bàn tay trái. Vào thời ông bà cố của bạn, họ còn bị cột tay trái ra sau lưng nữa kìa. Một số người vẫn cứ tiếp tục dùng tay trái, nhưng số khác lại muốn thay đổi toàn bộ thói quen của mình. Kỳ lạ thai, có rất ít người thuận phải ngược. Thế chiến thứ nhất, ít ra cũng có một điểm lợi. Nhờ nó mà người thuận trái được dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Nhiều người lính bị thương tật khi trở về không dùng được tay phải nữa nên đã học cách dùng tay trái và chẳng ai dám phê phán họ cả. Thí nghiệm làm sao biết là mình thuận trái đích thực. Bình thường thì mọi thứ sẽ lộ ra từ lúc 6 đến 7 tuổi. Nhưng nếu bạn còn nghi ngờ thì sau đây là vài bài kiểm tra nho nhỏ để bạn xác định mình có phải là người thuận tay trái hay không. Hãy bắt đầu bằng việc khoanh tay. Nếu tay trái đè lên tay kia có nghĩa là nhiều khả năng là bạn thuận trái. Có con ruồi bay qua ư đâu bạn thử chỉ xem coi. Cánh tay mà bạn vừa dùng để chỉ chính là tay thuận của bạn đấy. Bạn cũng có thể nheo mắt với con ruồi. Và nó không thấy bạn đâu, nhưng bên mắt mà bạn nghe ông nói lên rất nhiều về khuynh hướng thuận bên nào của bạn. Gõ viết chi, bật diêm, đánh răng, chia bài, tất cả những việc này người thuận trái đều thực hiện bằng tay trái. Để biết chắc, hãy vẽ một đường xoắn ốc, nó xoay về hướng phải theo chiều kim đồng hồ ư, trường hợp của bạn coi bộ đã xác định được rồi đó. Bây giờ hãy quan sát hay nhờ ai quan sát đỉnh đầu của bạn. Nếu xoáy tóc của bạn cuộn theo chiều phải như hình bạn vừa vẽ thì chắc chắn bạn thuận trái rồi đó hoang hô vỗ tay đi bạn nhưng nếu khi ngừng bàn tay bên trên là tay phải thì hẳn là có vấn đề nào rồi đấy hãy làm lại cái thí nghiệm từ đầu nhé thông tin thêm ở người thuận trái cái móng tay của bàn tay trái mọc nhanh hơn cái móng tay của bàn tay phải ở người thuận phải thì ngược lại tại sao người ta viết từ trái sang phải vì những người phát minh ra chữ viết là người thuận phải dĩ nhiên rồi nhưng không chỉ có vậy đâu Chữ viết đã được phát minh ra hơn 5.000 năm trước đây. Lưỡng Hà là một khu vực nằm giữa Iraq và Syria ngày nay. Chính các thương nhân đã có ý định, ý tưởng về chữ viết. Trí nhớ của họ không còn đủ để nhớ hết các con số. Nhưng do giấy vẫn chưa tồn tại, người Lưỡng Hà dùng những tấm bản đất sét để vạch chữ lên bằng đầu cây sậy rồi đem đi phơi khô. Mai thai, họ đa số là người thuận phải, vì hãy hình dung thử xem điều gì xảy ra nếu họ phải lên tấm bản từ phải sang trái. Đất sét sẽ nát ra thành bột dưới nắm tay của họ và họ chỉ có thể viết lại từ đầu mà thôi. Người lưỡng hà đâu có điên. Bản đất sét thường được dùng để viết nhưng cũng có khi cũng dùng để làm bàn. Còn người Ả Rập thì sao? Họ viết từ phải sang trái mà. Thì cũng là cùng một chuyện thôi mà. Có điều ta phải thay người lưỡng hà bằng người Ái Cập và thay bản đất sét bằng lá cây cối. Một loại thực vật mọc ven bờ sông Ninh. Cối là vật liệu rất mong manh, phải cuộn lại để bảo quản những cuộn lá cối có thể rất dài từ 5 đến 10 mét lận. Người Ai Cập do đó phải cầm nó bằng một tay trong khi viết bằng tay kia. Bạn thử cuộn tờ giấy bằng một tay còn tay kia thì viết là sẽ biết ngay thôi, không có cách nào khác là viết từ phải sang trái. Các ngôn ngữ viết từ trái sang phải như tiếng Anh, tiếng Pháp được gọi là Destrovert, tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái cổ thì viết từ phải sang trái, gọi là Sinistrovert tiếng mông cổ viết từ trên xuống dưới là ngôn ngữ dọc tiếng trung hoa trước đây còn quái hơn thế nữa viết từ trên xuống dưới từ phải sang trái ngày nay chỉ trên báo họ mới dùng cách viết này còn bàn phím máy tính thì sao ít ra là với bàn phím ta không có vấn đề gì nữa ta có thể thuận tay trái hay thuận phải tha hồ mà thậm chí ta có thể viết cùng lúc bằng cả hai tay từ trái sang phải có điều là mỗi tay có vai trò của nó trừ phi là có dị tật nào đó bàn tay trái sẽ gõ các nút phím bên trái và bàn tay phải sẽ gõ những nút phím bên phải nếu bạn quan sát kỹ thì sẽ thấy mỗi bên đều có lãnh thổ riêng thử đón xem những từ thường dùng như a e s nằm ở phía bên nào ở phía bên trái của bàn phím Wordy Hóa ra trên máy tính là người thuận tay trái là có lợi thế, nhưng điều đó chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi. Bàn phím Ansti là bàn phím máy tính của Pháp, tên của nó tương ứng với 6 chữ cái đầu của hàng đầu tiên, bàn phím Anh thì có tên là Worthy. Tất cả bắt đầu từ máy đánh chữ hồi thế kỷ thứ 19, bàn phím của nó chẳng có gì là điện tử cả, khi ta nhấn một nút thì nút này sẽ khởi hoạt một tay đòn, gõ một chữ lên giấy qua một băng rôn tẩm mực người phát minh ra chiếc máy đánh chữ đầu tiên đã không nghĩ sâu xa. Ông ta bố trí ký các chữ cái theo trình tự bảng chữ cái. Có điều là các cô thư ký ngày một gõ nhanh hơn, khiến cho các tay đòn thỉnh thoảng theo không kịp và bị kẹt vào nhau khi hai chữ gần nhau được gõ liên tiếp. Năm 1973, một nhà sản xuất đã cho ra đời một bàn phím mới. Ông đặt nằm cạnh nhau những chữ ít có khả năng đi liền nhau như chữ L và chữ M. Chẳng hạn, hiếm có từ nào bắt đầu bằng L, M. Kết quả là tất cả mọi người đều dùng nó, bao gồm cả các nhà tinh học, vốn đã tạo ra chiếc máy tính đầu tiên của mình. Trên bàn phím máy tính, bàn tay trái mới là bàn tay làm việc nhiều nhất. Các chữ cái dùng nhiều nhất, A, E, A, R, S và T, đều nằm ở bên trái bàn phím. Các nhà tinh học Anh đã làm một thí nghiệm với kết quả như sau. Nếu tay trái gõ được 3.000 chữ, thì tay phải chỉ gõ được 450 chữ mà thôi. Wow! Không tin thêm, hầu hết người thuận tay trái dùng con chuột bằng tay phải. Trong thời gian đó, tay trái có thể tiếp tục gõ bàn phím, ghi chép, cầm điện thoại. Lại thêm một ưu thế nữa. Tại sao người ta dùng tay phải để chào? Bạn còn nhớ việc tổ tiên chúng ta trở nên thuận tay phải là để dễ chiến đấu chứ? Sau tiền sử đến cổ đại, những quân đội đầu tiên đều bắt buộc binh sĩ phải thuận phải. Hãy bình hình dung một anh lính tuốt gươm ra bằng tay trái giữa các đồng đội thuận tay phải. Anh ta sẽ chặt phăng mắt cánh tay của người bên cạnh như chặt cây xúc xích mất thôi. Binh sĩ do đó bị buộc phải đeo vũ khí bên hông trái để dễ đút ra bằng tay phải. Logic đấy chứ nhỉ? Thông tin thêm, các hướng đạo sinh bắt tay bằng bằng tay trái. Tại sao vì bàn tay đó nằm ở phía bên trái tim dễ thương hơn hẳn so với kiểu chào của tụi quốc xã, phải không bạn? Nếu binh sĩ chia tay ra, với ai đó thì có nghĩa là họ tin người này họ không có ý định sắc lát người này ra còn nếu người này cũng chia tay ra để đáp lễ thì có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể thở vào vũ khí sẽ ở yên tại chỗ cái bắt tay thật ra cũng giống như cái ống điếu hòa bình của binh lính thời cổ đại vậy chuyện về cái chào quân sự của y chang như thế mục đích của nó là để từ xa cũng có thể nhìn thấy người chào không có vũ trang còn tại sao phải ở mức thái dương ư để có thể đồng thời dở chiếc nón sắt phần giáp da phủ khuôn mặt lên hai cử chỉ với cùng một tay giới quân sự cũng láo cá ghê bạn biết không cũng bởi tại giới quân sự mà áo sơ mi và quần tây của bạn được cài nút bên phải nếu như bạn là nam phải tránh để vũ khí phạm phải khi thao tác với những chiếc nút áo sơ mi nữ thì cài bên trái dễ hiểu mà chúng được mặc bởi các gia nhân vốn cài nút áo theo chiều thuận của họ quần jean thì chẳng có luật lệ nào cả nó là trung tính mà tại sao người ta thề bằng tay phải bạn còn nhớ cái thầy bói chuyên đọc tương lai từ bầu trời chứ chính tại họ mà từ rất lâu tay phải đã trở thành tay tốt còn tay trái là tay xấu nhưng tốt xấu còn ngụ ý nhiều thứ nữa hay và dở lương thiện và bất lương công bằng và bất công sự thật và dối trá hãy thử hình dung chủ tọa một phiên tòa nói rằng anh hoặc chị có thể sẽ nói sự thật tất cả sự thật và chỉ có sự thật không xin hãy đưa tay trái lên và nói tôi thề nói vậy sao được nó vậy thì khác là ông quan tòa suối người chứng mốc, ngoéo ngón tay phía sau lưng và ta hồ bị đặt. Mà ở phương Tây, ngoéo ngón tay sau lưng cho thấy người đó đang nói dối, nên phải lan lén làm dấu hiệu cầu mai. Cũng không thể có chuyện đeo găng bàn tay phải, được trông thấy rõ ràng giữa thanh thiên bạch nhật. Tại sao người ta đeo nhẫn cưới lên tay trái? Lần này bạn phải đổ bộ ngay xuống Ai Cập thôi, bằng cách nghiên cứu những bức họa cơ thể các y sĩ cổ đại khoảng 300 năm sau công nguyên, nhận thấy có một mạch máu nối trực tiếp tay trái với trái tim. Họ đặt tên cho nó là mạch máu tình yêu. Mạch máu này xuất phát từ ngón thứ ba sau ngón cái, hay còn gọi là nón ngón áp úc. Những cặp đôi yêu nhau không mất quá nhiều thời gian để chọn ngón này làm ngón trao đổi nhẫn cưới. Và nó được đặt tên luôn là ngón đeo nhẫn. Ở Trung Quốc, người ta nói mỗi ngón tay tượng trưng cho một thành phần gia đình. Tự thân là ngón giữa, cha mẹ là ngón cái anh chị em là ngón trỏ con cái là ngón út còn lại ngón đeo nhẫn là ngón dành cho tình yêu thí nghiệm hãy ép sát hai lòng bàn tay vào nhau rồi gặp hai ngón giữa vào trong đau lưng nhau bây giờ hãy thử tách các ngón cái rồi các ngón trỏ ra và cuối cùng là ngón út dễ mà phải không giờ hãy làm thử như vậy với ngón đeo nhẫn bạn hiểu vì chúng là ngón tay của hôn nhân rồi chứ tại sao người anh lái xe bên trái nếu bạn nghĩ họ lái sai bên thì bạn lầm rồi đấy. Cách đây cũng chẳng lâu lắm đâu, tất cả mọi người đều lái xe bên trái, kể cả người Pháp. Nếu bạn cưỡi ngựa được, thì có lẽ bạn biết người ta lên ngựa từ phía bên trái. Hãy thử hình dung những thiệt hại sẽ là như thế nào nếu một anh lính lại lính nữa đó. Tuốt gươm từ bên trái nhưng lại co chân lên lên ngựa từ bên phải. Anh ta sẽ cắt phăng chiếc đùi mình như chặt thịt nguội vậy. Và hãy đón xem đâu là bên thuận tiện nhất để băng qua nhau trên lưng ngựa với vũ khí đeo bên trái. Khi di chuyển ở bên trái, dĩ nhiên rồi, đầu thế kỷ 19 có một người tên là Napoleon Đệ Nhất đã làm thử một thí nghiệm. Ông ta đảo ngược bên di chuyển của quân đội để gây bất ngờ cho địch. Mẹo của ông đã thành công, ngoại trừ với quân Anh. Kết quả là cả đế chế Pháp được áp dụng bên di chuyển mới này, nhưng đế chế Anh thì chẳng thay đổi gì cả. Người Anh, người Úc, người Ấn Độ, một phần ba thế giới ngày nay vẫn di chuyển bên trái, và đừng quên cái tàu hỏa nhé vì chúng là phát minh của người anh thông tin thêm cho nhại theo việc cưỡi ngựa mà xe máy và xe đạp được leo từ bên trái phải chăng nước nào cũng có người thuận tay trái người thuận trái ở bỉ Thụy Sĩ, Brazil, Ai Cập, Colombia, mỗi ngày đều có người thuận trái được sinh ra trong các nhà bảo sanh trên khắp thế giới với cùng một tỷ lệ như nhau. Chỉ có điều là người thuận trái sinh ra ở châu Á thì không nhất thiết phải tiếp tục thuận trái. Các nước châu Á rất khắc khe, mọi người đều phải làm thứ này thứ nọ theo cùng một cách tức bằng tay phải, ví dụ không được viết các nét chữ Trung Quốc theo chiều của người thuận trái. Điều đó cũng giống như sao chính tả vậy. Cũng không có cơ hội nào cho các bé thuận trái ở những xứ Hồi giáo. Theo đạo hồi, tay trái là cánh tay của quỷ, và hãy thử đoán xem ở nước nào mà các bé thuận trái có nhiều cơ hội nhất để tiếp tục thuận trái ở Anh tất nhiên rồi có đến 25% người Anh thuận tay trái gấp đôi ở nơi khác bạn biết không chữ tượng hình là những ký tự bộ thủ dùng để viết trong một số ngôn ngữ như tiếng Trung Quốc và Nhật Bản mỗi bộ đều có nghĩa riêng chẳng hạn từ phải là do kết hợp giữa các bộ chỉ tay và miệng từ trái là do kết hợp giữa tay và góc vuông ít ra mọi thứ cũng rõ ràng những người thuận trái trên thế giới Bắc Mỹ, người da đỏ cột tay trái các em bé để tránh cho chúng trở thành thuận trái. Ở Anh, trong tiếng Anh, người thuận trái được gọi là left handed làm ý là người có tay bỏ lại, left. Một left-handed friend không có nghĩa là người bạn thuận trái, mà là một kẻ thù. Và left-handed không hàm ý là lời khen thành thật, mà là sự đạo đức giả. Ở Nam Mỹ, ở người Inca, trẻ em thuận trái được xem là người mang lại may mắn ở Mali, ở Châu Phi đen nói chung và Mali nói riêng, đừng dạy dột cho ai đó bằng tay trái, họ xem việc này là rất tệ đấy. ở Đức, người thuận trái được gọi là Linkerender, tức là người cánh ta yếu. ở Ai cập, nếu bạn muốn lấy lòng ai đó, hãy bước vào nhà người này bằng chân trái, có vẻ như điều này mang lại phúc đức. ở Bỉ, Lemon Canby, bức tượng nổi tiếng ở Russell, đứa tưới nước tiểu lên khách bộ hành là tượng của một người thuận trái. Ở Nga, người Nga không dễ dàng tin tưởng người thuận trái trong thế kỷ thứ 17, một sa hoàng đã cấm không cho họ tuyên thể trước tòa án. Ở Trung Quốc, ở Trung Quốc các nhà vô địch bóng bàn được yêu cầu chơi tay trái, ngay cả người thuận phải để gây bất ngờ cho đối phương. Còn ở Nhật Bản, thở xưa có một ông chồng phát hiện vợ thuận trái thì có quyền yêu cầu được ly hôn. Ở Ấn Độ, tay trái là tay được dùng để rửa mông, do đó nó không thể là tay dùng để ăn uống, càng không phải là tay để tặng quà. Còn ở Ý, người thuận tay trái được gọi là Mancini, một từ còn có ý nghĩa là kẻ trộm. Rất đồ tể, tên sát nhân bí hiểm từng gây ra hàng loạt phụ giết người kinh hoàng ở Anh hồi thế kỷ thứ 19, là một người thuận tay trái. Một bác sĩ người Ý đã lợi dụng chuyện này để quy kết người thuận trái, xem họ là những tên tội phạm tiềm tàng. Tả hữu trong chính trị, khái niệm này đến từ đâu? Vì phe tả ngồi bên trái, còn phe hữu ngồi bên phải ư? Giải thích vậy thì đơn giản quá. Trên thực tế, chuyện tả hữu trong chính trị chẳng dính dấp chỉ đến việc thuận trái hay thuận phải. Tất cả bắt đầu trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Có thể bạn biết rồi, chính lúc đó mà người Pháp đã quyết định chọn ra những người đại diện cho họ để bỏ phiếu các luật lệ, các đại biểu. Khi các điều này họp mặt lần đầu, họ đặt ra câu hỏi liệu nhà vua người mà đến lúc vẫn quyết định tất cả có còn tiếng nói hay không khi điều luật nào đó được bỏ phiếu. Bên tả đã thắng cử, bên hữu đã thắng cử. Biết đến khi nào nước Pháp mới thắng cử đây? Danh hài Pháp College. Phe quân chủ và giới tăng lữ thì nói là còn. Vì họ muốn duy trì quyền lực nhà vua và tình cờ ngồi ở các hàng ghế bên tay phải. Người ta gọi họ là phe bảo thủ cánh hữu. Những người ngồi bên trái thì chống lại việc đó và muốn mọi thứ có tiến bộ họ trở thành phe cấp tiến cánh tả. Và vì người Pháp hơi lười nhát nên họ chỉ còn lưu giữ là hai từ là hữu và tả mà thôi. Thông tin thêm, Nhà Trắng luôn thu hút những người thuận trái. Năm vị tổng thống Mỹ gần đây nhất là người thuận trái, Barack Obama, Bill Clinton, George Bush, Gerald Ford và Herbert Hoover. Đó là chưa kể các phó tổng thống như Al Gore và Robert Dole. Lạ thật. Có phải người thuận trái thì chơi thể thao tốt hơn? Tất cả còn tùy thuộc đó là môn thể thao nào. Usain Bolt, nhà vô địch thế giới môn chạy 100 m chẳng cầm ràm gì về người thuận trái cả. Trong điền kinh, cả hai bên cơ thể đều phải làm việc như nhau bất kể bên nào là thuận. Nhưng trong môn quần vợt thì lại là chuyện khác. Trên sân, mỗi người đều vận dụng bên thuận của mình. Vì các tay vật đối đầu nhau nên đó là một môn thể thao đối kháng. Do hầu hết các tay vật đều thuận phải nên họ có thói quen đánh bóng của người thuận phải. Nhưng trước một tay vật thuận trái thì tất cả đều đảo ngược cú trái tay hay trở thành cú lắc tay phải. Vì vậy họ phải thay đổi thói quen, phải thích nghi điều vốn ông thuộc thế mạnh của người thuận phải. Thật ra, Rafael Nadal là người thuận phải. Nhưng người chú kiêm huấn luyện viên của anh, ông Tony Nadal, đã buộc anh trở thành người thuận trái để thắng các trận đấu và điều đó đã thành công. Thông tin thêm, Năm 2014, một chính trị gia Ấn Độ đã đề nghị cấm người thuận trái trên đất nước của ông. Tiếc thật vì người thuận tay trái Ấn Độ cũng có một ưu thế. Không ai đánh bại được họ trong môn bóng chài, một môn thể thao quốc gia. Nhưng không phải chỉ trong quần vợt thôi đâu, bóng bàn, cầu lông, quyền anh và nhu đạo. Judo cũng là những môn thể thao đối kháng, nhưng một sự tình cờ các nhà vô địch những môn này lại thường là người thuận trái. Còn kinh khủng hơn thế nữa, có đến 60% các vận động viên môn kiếm thuật là người thuận trái. Hiệu ứng bất ngờ luôn có tác dụng, nhưng các nhà khoa học còn có một cách giải thích khác. Như bạn biết đấy, người thuận trái thì dùng bán cầu não phải để điều khiển tay trái. Nhưng chính bán cầu não phải này lại chứa trung tâm thông tin để tính toán các khoảng cách và vị trí trong không gian. Với người thuận trái, tất cả đều diễn ra tại cùng một chỗ. Quá tiện. Còn với người thuận phải thì phải lấy thông tin từ một bên não rồi sau đó mới phát lệnh. Các nhà vô địch thuận tay trái, Sabaten Chabo bóng bầu dục, Dan Carter bóng bầu dục, Jimmy Conner quần vợt, Michael Laura vần vợt, Sebastian Leo đua xe hơi, Diego Maradona bóng đá, John Mark Andrew quần vợt, Lionel Messi bóng đá, Rafael Nadal quần vợt, Martina Navratilova quần vợt, Franz Ribery bóng đá, Monica Seles quần vợt, Sony Wilkinson bóng bầu dục. Người thuận trái có nghệ sĩ hơn không? Leonardo da Vinci và Michelangelo thuận trái, Mozart và Beethoven cũng thuận trái, Lady Gaga và Justin Bieber vẫn thuận trái. Cứ ba nghệ sĩ thì có một người thuận trái, chẳng có gì ngạc nhiên khi mà vùng tưởng tượng và sáng tạo lên nằm ở bán cầu phải vốn được người thuận trái dùng nhiều nhất. Nhưng chưa hết đâu để vẽ bức tranh Lacoste nàng Mona Lisa, người phụ nữ mỉm cười với ai đang nhìn mình dù cứ góc độ nào. Người vẽ phải có ý niệm hình học tốt, mà trung tâm thông tin quản lý các quy chiếu trong không gian thì nằm ở đâu nhỉ? Trong bán cầu phải. Thông tin thêm, các với các khối lập phương và hình thôi, Picasso không có vấn đề nhìn nào khi thể hiện các chân dung vừa trực diện vừa nghiêng của ông. Ông đơn giản đã tung ra một phong trào hội họa mới, phong trào lập thể dễ hiểu thôi ông là người thuận trái ngược để tạo ra một khúc nhạc đẹp hài hòa và có giai điệu cần phải có cảm xúc nhưng trung tâm cảm xúc nằm ở đâu vậy ở bán cầu não phải cuối cùng để khiêu vũ để đi trên dây để đu dây hay để chơi piano thì phải có sự phối hợp tốt giữa các bộ phận tay chân ngón tay nhưng trung tâm phối hợp cái chuyện động này nằm ở đâu vậy đoán coi chỉ có điều là mặc dù có nhiều lợi thế như vậy những người thuận trái vẫn luôn phải thích ứng những chiếc piano dương cầm dành cho người thuận trái không tồn tại trên đời. Những cái đàn guitar cho người thuận trái thường rất mắc tiền. Và violon vĩ cầm là một nhạc cụ rất khó làm ngược. Charlie Chaplin muốn trở thành nhạc sĩ violon chỉ có điều là ông luôn cầm ngược kê violon. Thấy rằng điều đó gây cười cho công chúng, ông chuyển sang làm diễn viên hài kịch. Hãy quan sát ông trong các bộ phim, ông thường chơi violon và thường xoay cây gậy trong bàn tay trái, mặc dù ông viết bằng tay phải. Người thuận tay trái liệu có siêu năng lực? ít nhất họ cũng có một siêu năng lực nếu không thì làm sao bạn giải thích họ vẫn tồn tại được trong thế giới của người thuận phải dĩ nhiên họ có siêu năng lực thích nghi nhưng không chỉ vậy thôi đâu bằng chứng là họ có não vạm vỡ hơn hiển nhiên vì họ mất nhiều thời gian để thích nghi mà khi sống trong thế giới của người thuận trái họ sử dụng bán cầu não phải của họ như bình thường nhưng do họ sống trong thế giới của người thuận phải nên họ buộc phải sử dụng cả bán cầu não trái nữa để khui một hộp cá mồi chẳng hạn Kết quả là cả hai bán cầu não của họ không ngừng hoạt động liên tục với nhau. Nói theo kiểu khoa học thì thể chai của não người thuận trái, tức phần dùng làm cầu nối giữa hai bán cầu não phát triển hơn, cho nên người thuận trái thì có não vạm vỡ hơn là vậy. Họ viết được chữ ngược từ phải sang trái. Chẳng để làm gì ư, còn tùy Leonardo da Vinci dẫu gì cũng là một thiên tài đã dùng cách viết này để ghi nháp các phát minh của ông. Người ta gọi lối viết đó là viết ngược ngày nay đó chẳng còn gì là bí mật nữa chỉ cần soi vào gương là giải mã được nghe thôi nhưng thời đại của leonardo có rất ít người biết đọc mà còn biết đọc ngược nữa thì cũng bằng cách viết ngược mà lewis carroll cha đẻ của alice ở xứ sở thần tiên đã nảy ra ý tưởng cho nhân vật nữ chính của ông chui sang phía bên kia của chiếc gương người thuận trái còn đọc ngược được bản chữ cái điều này chẳng để làm gì thật nhưng nó cũng ấn tượng đấy chứ nhỉ họ làm được nhiều việc cùng lúc vừa kể chuyện vặt trong ngày, vừa tỉ mỉ xếp giấy, làm thành những món đồ dễ thương ư, với người thuận trái thì đó là chuyện nhỏ. Phần não điều khiển tay của họ, bán cầu não phải không ở cùng với bên não điều khiển ngôn ngữ, bán cầu não trái. Trong khi đó, người thuận phải thì hai lệnh vận hành từ cùng một bên não, dễ bị trục trặc lắm đấy. Thông tin thêm, có một ngày quốc tế dành cho người thuận trái kể từ năm 1976, nó diễn ra vào ngày 13 tháng 8, ngày hôm đó người thuận phải được mời đến để nghe trình bày về những khó khăn của người thuận trái. bằng chứng của những khó khăn đó là mỗi năm cũng chỉ có một ngày này mà thôi. thuận trái, bạn nói là thuận trái ư? người thuận trái không hề vụng về hơn người thuận phải, chỉ có điều là họ cứ phải không ngừng thích nghi với một thế giới vốn không phải là của họ. dưới đây là cảm năng một ngày của người thuận trái để sống như người thuận phải. bảy giờ rèn chuông đồng hồ reo lên, bảy giờ một phút không được nhấc chân trái, làm vậy thì cả ngày suối quẩy. 7 giờ 5 phút, chờ cho tỉnh một chút rồi đặt tay phải lên núm cửa để ra khỏi phòng. Nếu không làm vậy thì đảm bảo sẽ u trán. 7 giờ 6 phút, đừng quên phải vặn khóa nước vòi sen theo chiều kim đồng hồ. Và nhớ là nước nóng nằm ở bên phải nếu không sẽ bị phỏng chắc. 7 giờ 12 phút, đừng quên cài khóa quần cho dù đã ở phía bên phải. 7 giờ 15 phút nhớ mở tủ lạnh bằng tay phải vì cùng lý do với lúc 7 giờ 5 phút. 7 giờ 16 phút đừng bực mình vì hình vẽ trên ly hoặc ca nằm không đúng bên. 7 giờ 29 phút chào cô hàng sớm bằng cách hôn má phải. Phức tạp quá chẳng muốn hôn cô ta chút nào. 7 giờ 30 nhớ đổi tay để xác nhận vé. 8 giờ ở trường hãy chọn bàn nào chống trẹo cổ tức là ở bên trái Chọn chỗ nào chống những cú cùi chỏ Tức là ở chỗ bên trái Hãy chú ý không đọc ngược bản chữ cái Viết từ trái sang phải Để nghiêng cuốn vở Để nó khỏi dây bẩn Và không dùng kéo của bạn khác 12 giờ ở căng tin Không được đứng cạnh bạn nào thuận phải Nhất là vào những ngày có món hạt đậu 16 giờ 40 Khi đi xe đạp Phải nhớ thắng bằng tay trái bên phải Thắng bánh sao Nếu không thì sẽ đi tàu bay đấy 17 giờ, phải nhớ là khi chơi guitar thì các dây là ngược đối với người thuận trái. Chúng đi từ cao đến trầm thay vì đi từ trầm lên cao. Kệ sừ cái logic đi, quan trọng là giai điệu rõ rích. 18 giờ 30, dễ lao tính học. Để mở khóa máy tính bảng phải nhớ lướt ngón tay sang bên phải. Phải nhớ điều khiển con chuột máy tính bằng bàn tay phải. Và phải nhớ là trên cần điều khiển trò chơi video các nút bấm hành động nằm ở bên phải. 19 giờ phải khước từ dao gọt vỏ khoai tây, dao làm cá, dao gọt bưởi và muỗng múc đá vốn đều là những món đồ ngược tay. 19 giờ 40 phải gọi ai đó đến khui dùm hộp ba tê dành cho chó, nếu không cái ngón tay sẽ trở thành ba đó. 20 giờ 30 đi ngủ đây, đừng có mơ trở thành nha sĩ thợ mai bác sĩ phẫu thuật để nha dụng cụ của họ toàn được chế cho người thuận phải. Thông tin thêm, Mỗi năm có 2.500 người thuận tay trái chết vì sử dụng những đồ vật chế tạo cho người thuận phải. Người thuận trái do đó trung bình sống ngắn hơn người thuận phải, ít hơn khoảng 9 năm. Không có gì gạc nhiên khi mà chỉ cần cái khui đồ hộp không thôi cũng có thể gây nguy hiểm cho họ.